Thưa quý vị, đã một tuần sau vụ chìm tàu làm 9 người thiệt mạng ở khu vực biển Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng trách nhiệm của những cá nhân đơn vị liên quan đến vụ tai nạn này vẫn đang là một dấu hỏi lớn trong dư luận. Ngay sau khi xảy ra vụ việc thì lãnh đạo của 3 đơn vị trực tiếp liên quan đến chuyến đi từng đặt ra nhiều thông tin cho rằng người lái tàu có lỗi. Nhưng cũng trong một tuần qua thì lần lượt xuất hiện những tình tiết mới khiến sự việc đang được hiểu theo hướng ngược lại. Tìm hiểu của nhóm phóng viên thời sự. Sự việc liên quan đến 3 đơn vị là công ty cổ phần sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam PVBY, đơn vị chủ quản của các công nhân gặp nạn, công ty cổ phần công nghệ Vietjet và công ty cổ phần bến tàu du lịch Vũng Tàu Marina. Trên tay tôi lúc này đó là tờ quyết định mà tàu công Phạm Duy Phúc nhận được chỉ trước vài giờ sau khi vụ tai nạn xảy ra. Rõ ràng là tàu công Phạm Duy Phúc được quyền sử dụng con tàu H29 theo quyết định của công ty cổ phần Vũng Tàu Marina. Tuy nhiên thì đại diện của một số cơ quan chức năng trước đó đã nói rằng là tàu công Phạm Duy Phúc đã tự ý sử dụng tàu mà không được phép. Còn đây là cuốn nhật ký hành trình của tài công Phạm Duy Phúc. Nhật ký dừng lại trước một ngày khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Mọi lưu ý trong khi vận hành tàu được ông viết chi tiết, kể cả những yếu tố an toàn tất yếu mà chưa bao giờ người thuyền trưởng với kinh nghiệm 40 năm hoạt động ở Trường Sa này quên. Thế nhưng, giờ đây, ông lại đang bị xem là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm làm 9 người chết vì những lý do coi thường quy tắc an toàn. Trong khi chính quyết định bổ nhiệm ghi rõ, ông Phạm Duy Phúc có quyền hạn sử dụng tàu H29 PP120402 và H790 PP120401 của Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu. Và vì vậy, việc chở quá số người quy định có phải cũng là lệnh từ trên xuống? Chồng chị lấy nhầm tàu là một, không có bằng lại là hoàn toàn không có sự thật. Và đó là lỗi là vu khống cho chồng chị, bởi vì chồng chị là có bằng lại, nùa bằng lại Biển Đông hồi xưa ở trường sĩ quan hải quan cấp và về hưu thì được cấp 2 bằng lại nội địa, hạng nhì và hạng ba. Đấy, còn là chồng chị đi theo quyết định 07 của Marina ký ngày 2 tháng 8 do ông Đỗ Văn Quyết ký, giám đốc điều chồng chị đi. Trong điều 2 ghi rõ chồng chị được điều hành và sử dụng những con tàu nào. Vụ chìm tàu tại Cần Giờ làm 9 người chết, 21 người bị thương thì đang trong quá trình điều tra và sẽ sớm đưa ra kết luận trong nay mai rằng ai hay là cơ quan chức năng nào phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra thì có nảy sinh một vài tình tiết mới và chúng tôi đã tìm gặp ông Vũ Văn Đảo là giám đốc công ty Vietjet để đối chứng những tình tiết này thì bị ông Vũ Văn Đảo thẳng thừng từ chối. Điều mà dư luận quan tâm là cá nhân, cơ quan nào phải có trách nhiệm trong vụ việc này hay lại chìm vào quên lãng như đã từng xảy ra cách đây 2 năm của vụ tai nạn chìm tàu Dinh Ký làm chết 16 người.